Rồi chào. Đủ văng ni sợ tô ý à? Mà xì không sao. Bây giờ dịch lại. Vô đang biết trong làm lại chim làm bán hàng. Streamer. Còn em thì là gì? Ai đây? Là gì? Ai đây? Thế hôm nay tán này làm gì? Em chuồng. Em chuồng. Trương. Em Trương. Không phải nhầm tay. Trương. Em Trương. Ừ, đúng rồi, đây. Phát âm 1m76kg mang xe lửa cho em nhá. Phát âm nó phải đưa cái giọng ra. 1m67-57kg mang xe mới nhá. Đúng rồi đấy. Trương. Đúng rồi. Còn bao nhiêu xuân nữa ơi, hết rồi. 35 xuân nữa cả nhà ơi. Hai mẫu áo rất là đẹp nhá. Chạp P3 này. Cực kỳ đẹp luôn. Còn duy nhất 25 xuân nha mọi người ơi. 25 xuân đó. Còn đúng 25 xuân. 35. 35 cái thôi. 1m69-63kg lấy cho mình xem mờ. Ấn tay vào sổ hàng cả nhà, nhanh nha. 50kg mang xe S nha. Đang có 113 người đang cho vào sổ hàng. 113 người. Nhanh lên cả nhà ơi. 1m78-62kg mang size L nha. 21 xuất nữa thôi à. Nhanh lên à. 160. 1m6 à. 1m63kg lấy cho mình xem mờ nha. 1m65-57kg lấy cho mình size M. 50 cân lấy cho mình size S nha mọi người ơi. Để cho nó động đậy màn hình để cho mọi người nó quên là à không lại sợ bị lag đấy ta. Dạ. Tí cho tặng vàng. Ok chưa? Vâng ạ. Tặng vàng. Ui ok luôn. Đấy, cho nhá tí này. Lấy cho cái hộp một đỏ đỏ. Lấy cho một đỏ đỏ. Cho vàng nhá, vàng này là vàng. Từ. Một lúc nữa, một phút nữa, bí mật. Cái này là bí mật. Cái này mà đeo vàng màu chất lắm đấy nhở. 1m60-58kg lấy mình size M. 1m66-69kg lấy cho mình size M. Chắp P3 là gì? Chắp P là ngon nha. Cái đấy là... Chắp P3 là ngon bù rẻ. tiếng bản địa cả nhà ơi, bên châu Phi ấy. Chắp P3 là gì? Các bạn đang hỏi chắp P3 là gì? Ngon. 1m52kg lấy mình size S nha. Ngon tuyệt vời. Bao nhiêu suất nữa nhở? 13 thôi. Còn đúng 13 suất nữa cả nhà, nhanh lên nha. Nhanh tay cả nhà ơi, còn đúng 13 xuất thôi à. 1m95kg lấy cho mình xe M. 1m78-67kg lấy cho mình xe M. 1m66-83kg lấy cho mình xe L. 1m98kg lấy cho mình xe XL nha mọi người ơi. Ui, lại nó nhanh thế nhờ. Lại nó nhanh đi một cái máy luôn. Đi theo Linh nó khác lắm. Ăn chửi mình mới được như thế đấy. Ờ, thế à? Ui, anh... Nghe chưa? Anh hôm... Không được nói nữa, nói nhiều quá. Đau đầu. Chú vào đây mà nói này, đứng đây, lên. Qua đi. Đứng nói mà nói đi. Không, mình là... Đi ra. Rồi, từ. Đấy nhá. Đây là món quà từ... Ủa, con đi lên rồi nhìn này. Lên rồi nhắm mắt lại đi. Wow. Bảo Tín chợ đêm Nha Trang. Không. Vàng Bảo Tín chợ đêm. Wow. Từ từ nhá. Wow. Đừng có giơ lên như thế Linh ơi. Wow. Bán sản phẩm đấy. Đúng rồi, quên đi. Không bán vàng. Không. Cứ cho sập đi, giờ này được cái đấy, nghỉ đấy. Không, được. Ok chưa? Wow, mở bán ra được rồi. Bây giờ lấy đeo đi. Lấy đeo, từ từ hay là tí nữa. Không đeo luôn cho. Cho nhìn thế này, cho nhà hàng nhá, nhìn này. Đây là nhìn thế này. Bảo Tín chợ đêm Nha Trang. Wow. Ê, đẹp thế nhỉ, sang sang đây. À, không. Sang mà kêu đi à? Đúng không? Đúng rồi. Thôi đi ra ngoài để đeo cái. Rồi, Linh đi chờ tí nhá. Rồi đi ra ngoài. Rồi. Ok. Còn bao nhiêu? Hai mẫu áo đi ra rồi. Còn bao nhiêu suất nữa cả nhà ơi? 10 chút nữa thôi cả nhà, ấn tay vào sổ hàng nhá. Rồi trong cái thời gian mà đi chuẩn bị đào phủ này. Ui giời, đẹp thế. Còn duy nhất 10 chút nữa nha mọi người ơi. Ê, cái này đã thế mà đưa nó đeo rồi. Cho mượn để đeo ra chứ. Cho mượn à. Đi ra người ta giật đi. Đi ra là giật đấy. Giết chết. Giết chết đùa rồi. Bao nhiêu tiền đi? Báo rồi, báo tiếp đi. Wow. Đây, đang thấy nhiều người hỏi nước hoa lắm.
quá. Đẳng cấp đấy nhá. Cho cái này mượn đấy nhá. Cho nhạc to lên. Mua ban ở dưới. Cắm từ cái quan đấy. Áo. Cả bộ mà, cả bộ cả lắc đây. Lắc này vàng thật đấy. Vàng nó mới sáng như này chứ. Ai muốn mua nước hoa chờ mình một chút nha. Lên xong con nào. Vàng nó mới sáng như này chứ không phải đùa đâu. Nhưng mà mượn thôi. Cái mượn thôi, mượn để bán hàng thôi. Mượn để bán hàng thôi. Đẹp. Em ơi. Và bao nhiêu xin lỗi rồi. Cả cái hộp đẹp như này mà làm sao mà giả được. Được. Cái hộp nó sáng đẹp như này mà. Cắn thêm có vài vàng thật không? Cắn đi, gãy răng luôn. Cắn thử xem có vài vàng thật không? Có phân biêu đấy một đống mà. Đeo cả biêu hỏi được. Cắn cho mày nữa. Ai rồi. Gãy. Gãy răng rồi. Hả? Gãy răng. Cái gì nữa ra đây? Đó. Đây, thấy chưa? Thật đấy. Có xước đâu. Có xước đâu. Vâng thật đấy, đừng có gắn nữa. Nhưng mà Tam không rập. Chắc mà làm sao mà sáng như này, màu vàng như này. Đẹp gì. Cái này anh Tiến mua 3.5 quan. 3.5 quan đấy. Đây, phải cắn, cắn được không? Đấy, con ơi, con bị gì đâu. Thật mà. Hết rồi. Sạch rồi nha mọi người ơi. Bây giờ mọi người muốn mình lên nước hoa gì nào? Nước hoa à? Nước hoa. Đây, nước hoa thì nhanh lắm. Đây, nước nào? Anh nói cái là hết rồi. Nước hoa anh nói cái là hết thôi, đừng... Nước hoa bây giờ là mấy chai rồi? Giả Linh đi. Con trông cảm đi nhá. Cái này. Ôi, giả đến nơi đi bán hàng, giả Linh. Không phải, mua hơi đắt tiền. Mua hơi đắt tiền, nên là không đeo được. Cái này chỉ là đảo phủ quay phim thôi. Đó là ai à, đảo này nặng cái cổ ấy à. Ôi nặng thật đấy. Đây. Cái tay này lúc nào phải gãi mũi. Tay này để gãi mũi, gãi tóc. Đấy, đây, để bên này cho nó đồng bộ. Phải không? Sơi. Sơi. Bốc sơ nhỉ. Chào này tay đau quá. Ngón tay quá đau luôn. Ô vòng thật đấy rồi. Anh Tiến mua à? Mua. Thật đó. Bảo tím chợ đêm Nha Trang. Không đấy. 3.5 quan ra. 3.5. Ừ. 3.5. 3.5 quan. 3 triệu. 3.5 là cao. Bằng bằng ô tô đấy. Ba triệu trên Việt Nam à? 6 con xe máy của Lindo. Quan ra. À. 6 con xe máy của Lindo. Ừ. Quan ra. Đẹp lắm. Bằng 6 xe máy. Ôi, đặt lắm. 3 triệu. Thôi nha, bây giờ nha, nước hoa nào. Lady em ơi. Lady em xem cho mình này. Bao nhiêu chai? 50 chai. Ôi giời, đây này. Lần đầu tiên mà mình bán là chai Lady 10ml này. 50 chai. Bây giờ nha, giá yêu thương nha. Những ai thích con này nào, comment lên nào. Giá comment nào, comment số 1 nha, comment số 1 nha, giá niêm yết của nó là 229k. Ừ. Comment số 1 nha, đúng 50 chai thôi cả nhà này, đúng 50 chai thôi nha. Giá nha, bây giờ giá này, 5432 một là kim này, bao nhiêu? 161k. Sau khi áp voucher nha mọi người, áp voucher mới được là 161k nha.